Người thứ ba. Vừa mới cưới xong đi tuần trăng mật về thì ảnh có thay đổi. Thì em thấy nhắn tin qua lại tình tứ như người yêu vậy đó. Thấy cả hình ảnh chụp chung nhưng mà nó ghê hơn một cái là cả hai cùng sử dụng ma túy đá. Em chụp lại, nói em đưa cho ảnh thì lúc đó ảnh nổi điên là ảnh lao vào đánh em. Lúc đó em mới có bầu, em mới la lên là em đang có thai em. Ảnh nổi điên, ảnh lao vào ảnh bóp cổ em. Trời ơi, tôi biết nhiều ông ngoại tình nhưng tôi không bao giờ biết là một cái ông mà lại ngay sau trăng mật. Cái cô gái kia thì thường xuyên nhắn tin cho em, công kích em, dùng những cái từ nó không có văn hóa để mà nói em á. Thì có một hôm em đi về thì em thấy cái bóng lưng quen quen của chồng em, thì em mới lại em mới hỏi ạ. Thì em mới nói dứt câu thôi, ảnh lên ảnh tát vào mặt em một cái. Ảnh nói em là không có quyền hỏi ảnh. Cái cô gái này nè đang ngồi ăn cái đĩa bánh cuốn á, cái bà đứng dậy bà cầm cái dĩa bánh cuốn bà tạt lên người em. Cuộc đời thì nó có rất nhiều cái mà mình có thể tha thứ được, nhưng mà có những cái chỉ một lần là không tha thứ. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Xin chào cô gái xinh đẹp. Dạ em chào anh ạ. Em có một cái điều gì muốn kể cho mọi người nghe hoặc là cho anh nghe về cái trường hợp của em nào? Dạ em cũng xin tự giới thiệu về bản thân mình. Em hiện nay là 29 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện của em thì là em bị người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của mình ạ. Thì đầu tiên xin hỏi em là cái cuộc hôn nhân của em nó kéo dài bao nhiêu năm và cái lý do mà có nó là gì? Bởi vì có những lý do về tình yêu, có những lý do về kinh tế, có những lý do về cha mẹ hai bên hứa hẹn, thì cái hôn nhân của em là như thế nào? Dạ, em với lại chồng của em là yêu nhau 7 năm, sau đó thì tiến đến hôn nhân. Mặc dù là khi mà cưới thì gia đình bên em cũng cấm cản nhiều á. Lý do họ cấm cản? Dạ là mẹ em không ưng. Không ưng thì mẹ sẽ đưa ra cái lời gì? Họ không ưng là họ phải đưa ra lý do. Ban đầu thì mẹ em chỉ bảo là do nhà bên kia ngoại đạo, cho nhà em theo đạo Thiên Chúa. Sau đó thì mẹ em nói là nhìn ngũ quan bạn này không có tốt cho nên không có đồng ý, nhưng mà em thì em không có tin vào mấy cái vấn đề đó. Mẹ em nói rằng nhìn chủ quan bằng cái mắt nhìn thôi. Dạ đúng thì rồi. Thì là mẹ em thấy là không tốt. Dạ. Còn cái đấy mà là theo em đấy mà là cái chính. Dạ. Yêu nhau thì 7 năm. Khi dạ. Yêu hai đứa đang làm gì em? Lúc mà mới quen đó thì lúc đó tụi em còn đang đi học cơ. Cụ thể học gì em? Dạ lúc đó tụi em học cấp 3. Em học mà tụi em quen nhưng biết nhau là qua nhóm bạn chơi chung á. Em học trường khác, còn bạn đó học trường khác. Sau đó em học đại học chuyên ngành kế toán. Bạn đó đi nghĩa vụ xong rồi về làm ở bên một cái ngân hàng. Em có biết là làm cụ thể làm cái gì không? Dạ, em chỉ biết là làm mở thẻ tín dụng cho người ta thôi. Em có tới một vài lần trong giờ bạn làm thì em có thấy bạn làm ở đó thật. Có cả đồng phục của công ty đàng hoàng. Nhưng dạ. Mà có phải là anh ấy không học đại học? Dạ, đúng rồi. Khi bọn em cưới nhau á, là lúc ấy là đã yêu được 7 năm rồi à? Dạ, đúng rồi. Khi lúc cưới thì gia đình hai bên có ok không? Dạ, nhà bên kia thì rất là vui vẻ, lòng ý. Có nhà em thì tới tận sát ngày cưới luôn thì mẹ em với lại bạn thân của mẹ em á cũng cứ nói em là cứ suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp. Nhưng mà lúc đó thì em không có nghĩ những cái vấn đề đó đâu. Hai người yêu nhau 7 năm mới cưới, sống với nhau đến bao nhiêu năm thì anh mới có người thứ ba? Dạ, vừa mới cưới xong đi tuần trăng mật về thì ảnh có thay đổi tính cách, thì em có thấy hơi cục cằn. Mặc dù là lúc quen nhau thì ảnh rất là chiều chuộng với tôn trọng em nha. Không có dấu hiệu gì là lăng nhăng hết á. Nhưng mà khi mà đi tuần trăng mật về thì ảnh cọc cằn này, ảnh thay đổi tính, hay cáu bẳn. Với lại gần đám cưới thì ảnh cũng có xích mích ở chỗ làm, thì cũng có nghỉ làm. Thì em cứ nghĩ là có thể là do thất nghiệp này, hoặc là do kinh tế không bằng vợ cho nên ảnh mới như vậy thôi. Nhưng mà cái việc mà ảnh cọc cằn nó kéo dài này, thỉnh thoảng ảnh có đi đêm. Ban đầu thì mới cưới xong tầm 1-2 tháng thì ảnh đi đêm 1-2 lần thôi, có khi về nhà tầm 11-12 giờ, nhưng mà sau dần là đi qua đêm luôn. Trời ơi, tôi biết nhiều ông ngoại tình nhưng tôi không bao giờ biết là một cái ông mà lại ngay sau trăng mật đã trở nên gọi là, thường người ta nói là một cái đám cưới đó là khó khăn nhất là sau 3 năm, năm thứ 3 trở đi ấy, bắt đầu mới có chuyện. 2-3 năm đầu hạnh phúc lắm, bởi vì vợ chồng son mà, dù họ có không có nhiều tiền đi nữa thì vẫn cứ là họ vẫn thừa sức nuôi được họ. Còn em là ngay sau tuần trăng mật đã có rồi. Dạ. Thì cái đấy cũng hơi khác thường đấy nhá. Dạ. Đúng không? Thì lúc đó em hay bào chữa, tự bào chữa cho mình để mà mình có cách để mình tha thứ cho người ta, là nhiều khi là do thất nghiệp với lại chênh lệch về kinh tế. Tại vì lúc đó thì em công việc của em cũng ổn định nữa, cho nên em nghĩ là có khi đàn ông á, cái vị thế của người ta mà trong cái trường hợp bị thất nghiệp như vậy nó cũng... Ngay sau cái trăng mật thì em đã ngờ ngợ, đã thấy có chuyện rồi. Dạ. Vậy thì cái người thứ ba xuất hiện vào năm thứ mấy? Dạ, ngay sau đó luôn. Khi mà em phát hiện ra là vào một buổi tối mà ảnh đi nhậu với bạn bè gì đó. Về khuya thì mới rời cái điện thoại ra.
Tại vì lúc mà thời gian em quen nhau là em không có kiểm tra điện thoại của bạn, mà bạn cũng không có đụng vào điện thoại của em, cho nên cả hai không có cài password gì hết. Tự nhiên cái hôm đó em biết sao á, tự nhiên em lại cầm lên, em tò mò em mở ra em coi. Vô trong cái phần Zalo thì cái tin nhắn gần nhất á thì ảnh lưu tên là vợ yêu, nhưng mà cái avatar là không có hình nha anh. Dạ. Xong rồi em cũng hơi ngạc nhiên nha, tại vì cái hôm đó là tụi em cũng hơi giận nhau á, cho nên cái tin nhắn cuối cùng em nhắn cho ảnh là tầm buổi trưa cơ, tầm 11, 12 giờ trưa gì đó, lúc đó em còn trên công ty. Xong rồi em thấy nó cũng lạ, em nhấn vô cái tin nhắn và em xem, thì em thấy nhắn tin qua lại tình tứ như người yêu vậy đó. Rồi kéo lên em cứ lướt, tại mình cũng tính mình cũng tò mò nữa, cứ lướt 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 lên thì thấy cả hình ảnh chụp chung, nhưng mà nó ghê hơn một cái là cả hai cùng sử dụng ma túy đá. Nên là hai người đang sử dụng ma túy đá à? Dạ, sử dụng rồi có cả chụp hình lại với nhau. Hình chụp thì nó mờ mờ thôi, nhưng mà cũng nhìn ra người này chụp người kia. Xong rồi trong tin nhắn đấy thì thấy. Xong rồi em cũng lúc đó em cũng tay chân cũng run rẩy lắm rồi. Nhưng mà cũng lướt qua cái phần hình ảnh chung á, em coi thì nhiều lắm, nó nhiều hình lắm, không chỉ riêng hình sử dụng đó đâu, rồi có những cái hình gần gũi rồi chụp với nhau nữa. Xong rồi em lúc đó em cũng run rồi, nhưng mà mình cũng không biết là người lạ lưu là vợ yêu như vậy thì bản thân em, người ta lưu tên em là cái gì trong danh bạ. Em mới nhập cái số điện thoại của em trên cái phần tìm kiếm Zalo thì thấy lưu em là tạp hóa. À, vợ là tiệm tạp hóa, còn bồ thì gọi là vợ yêu. Thì đêm đó thì em không có ngủ được. Thì em thức tới sáng, em đợi anh dậy để em hỏi. Thì lúc anh dậy em có hỏi là dạo gần đây có cái vấn đề gì không mà anh thay đổi như vậy á, thì mới đợi anh chối. Xong rồi em mới hỏi là anh có cái mối quan hệ nào khác mà giấu em hay không. Cái ảnh mới nói là không có. Thì em mới đưa cái, lúc mà em coi đó thì em cũng nhanh trí em chụp màn hình lại cơ, em chụp lại rồi em đưa cho ảnh. Thì lúc đó ảnh nổi điên là ảnh lao vào ảnh đánh em. Lúc đó em mới có bầu tầm tháng thôi, cái ảnh lao vào ảnh đá và ảnh đạp em. Em đau quá thì em mới la lên là em đang có thai, em mới có thai mà sao ảnh làm vậy. Thì ảnh nổi điên, ảnh lao vào ảnh bóp cổ em, ảnh đè em ra những cái góc giường á. Em không nhớ là em vơ được cái gì xung quanh á, nhưng mà em đập ở trong cái lưng của ảnh á. Em đập mạnh thì em vùng ra được, em chạy qua thì em gõ cửa phòng ba mẹ chồng em. Hôm đó em nhớ là chủ nhật á, thì ba mẹ chồng em không có đi làm cho nên cũng ở nhà. Em qua thì em có vào em thưa chuyện với ông bà, em có nói rõ là ảnh như vậy á. Em xin phép ba mẹ chồng em là em không có ở chung được, tại vì em ngay từ lúc mà cưới em đã nói em không có chấp nhận việc ngoại tình hoặc là đánh đập em, thì em không có chấp nhận, cho nên em xin về nhà ba mẹ em một thời gian. Thì ba mẹ chồng em lúc đó thì cũng không có ngạc nhiên gì mấy, với lại cũng thấy là có khi tách ra thì nó tốt cho cả hai hơn á, cho nên cũng đồng ý. Thì em cũng về nhà mẹ em ở, nhưng mà lý do mà em xin về thì em chỉ nói với ba mẹ ruột của em là do em có thai nhưng mà hơi yếu, em về nhà ông bà thì tiện cho việc đi làm của em hơn. Tại vì nhà ba mẹ ruột của em cách chỗ làm có chưa được một cây nữa, cho nên là ba mẹ em cũng rất là vui vẻ đón em về. Rồi sau đó thì ba mẹ em cũng ngờ ngợ, tại vì thấy em bên này em mới có thai thì lẽ ra là ảnh phải thường xuyên qua, thì đây ảnh không có qua mấy. Thì em không biết bằng cách nào thì ba mẹ em lại biết rõ tường tận chuyện của tụi em. Mà trong quá trình yêu, bây giờ em ngồi kiểm nghiệm lại, thì trong quá trình yêu em có sai lầm gì không? À, sai lầm ở đây là theo kiểu thế này này, là đã có những cái tín hiệu rồi mà em cứ cố tình nhắm mắt bỏ qua không? Dạ đúng rồi. Có những cái nó nhỏ thì mà em cứ bỏ qua, chẳng hạn như là em thấy ảnh có ham chơi thì em cứ nghĩ là do đàn ông con trai á, thanh niên thì sẽ như vậy. Dạ đúng rồi, em cũng hay bào chữa cho những cái đó, chẳng hạn như là em cần một cái việc gì đó nhờ ảnh giúp hoặc là nhờ ảnh đón đi, mà ảnh nhắn tin chỉ cần lâu hơn cái thời gian mà em chờ thôi, em nghĩ là ảnh bận cho nên em cũng không cần nữa, em tự làm luôn hoặc là em tự đi về luôn. Nghĩa là tóm lại là em có cảm giác là lúc yêu em không có đòi hỏi cao. Dạ đúng rồi, em không đòi hỏi, cho nên là em mới suy nghĩ á, lúc mà trong cái lúc cãi nhau á, thì ảnh mới nói là do em bên đạo á, nếu mà tụi em có bỏ nhau thì em cũng không có tiến tới với người khác được. Thì lúc mà anh nói câu đó thì em mới nhớ lại cái thời gian quen nhau như vậy á, thì em thấy có khi nào mà trong 7 năm đó anh thực sự cũng không có yêu em, mà anh chọn em bởi vì là em không có đòi hỏi nhiều hoặc là em không có kỳ vọng nhiều vào anh hay không. Tới giờ em cũng không biết là có người ta có tình cảm thật với mình hay không nữa. Tóm lại là như thế này này,
Bây giờ em nghĩ lại thì em cũng chẳng biết cái tình cảm ấy của mình nên gọi là tình yêu hay không nữa. Dạ, tình cảm người ta dành cho em thì em không biết gọi là tình yêu hay không. Còn em thì hết lòng rồi. Cái cô gái kia với em như thế nào? Cô gái kia với em thì em chỉ gặp cổ có một lần thôi. Nhưng mà khi sau cái lần mà em phát hiện tin nhắn của hai người như vậy á, rồi em bỏ về nhà mẹ em thì mẹ em cũng có khuyên là vì em đang có em bé cho nên là thôi, nhiều khi ổng đi, ổng tào lao một thời gian thôi rồi ổng lại về. Cho nên em cũng giả vờ như là em bỏ qua cái chuyện đó, em vẫn nhắn tin cho ảnh bình thường. Nhưng mà cái cô gái kia thì thường xuyên nhắn tin cho em, công kích em. Dạ đúng rồi. Thì dùng những cái từ nó không có văn hóa để mà nói em á. Nhưng mà những cái tin nhắn mà cổ gửi thì em không có trả lời một cái câu nào hết. Em coi rồi em để đó thôi, mà em cũng không có, em không cũng không có mét lại với chồng của em đâu. Cuối cùng thì em có gặp cô trong trường hợp nào? Là cô đề nghị hay là em đề nghị? Dạ là vô tình. Là à, vô tình à? Dạ, lúc em mang thai thì em làm cái công việc đó thì một tuần em sẽ về, em trực á, cho nên em về trễ tầm 8 giờ rưỡi tối, một tuần tầm 2-3 ngày gì đó. Thì có một hôm em đi về thì em thấy cái bóng lưng quen quen của chồng em xe lên đường, lên lề đường á, thì em mới lại, em mới hỏi ảnh là ảnh không qua nhà em bởi vì anh bận rộn, thì cái bận rộn của anh là như vậy hay sao? Thì em mới nói dứt câu, ảnh lên ảnh tát vào mặt em một cái, ảnh nói em là không có quyền hỏi ảnh. Rồi ảnh ra xe, ảnh dắt xe đi, thì cái cô gái này nè đang ngồi ăn cái đĩa bánh cuốn á, thì bả đang ngồi ăn nè, cái bả thấy ổng đánh em rồi ổng bỏ ra xe, cái bả đứng thì bả cầm cái dĩa bánh cuốn bả tạt lên người em. Thì đấy là lần duy nhất hai người gặp nhau à? Dạ lần duy nhất. Em có nhìn kỹ cô ấy không? Ví dụ bây giờ gặp lại em có nhớ được không, hay là chỉ lần sẽ trong cái cảm, trong cái kích động này em không nhớ được? Em nhớ đó. Nếu giờ gặp lại thì em vẫn nhớ. Rất khách quan vào đó thì cô ấy xinh đẹp không? Dạ cũng không bình thường thôi ạ. Mặc đồ cũng giản dị thôi, không có, không phải là dạng sành điệu hay gì đâu. Yeah, nghĩa là cũng bình, dạ, là một cô gái bình thường. Dạ bình thường thôi. Rồi sau đó cái cư xử của hai người như thế nào? Nghĩa là ngoài cái chuyện mà gọi là mà sát em bằng gì, bằng tin nhắn điện thoại hả? Dạ đúng rồi, nhắn tin rồi nhục mạ em nhiều lắm. Em không biết là người ta có nói gì với chồng em không, nhưng mà suốt thời gian em mang thai á, thì em đi khám thai một mình hoặc là em nhờ anh hai em đưa đi. Có những hôm mà em mệt á, em có nhờ ảnh đưa em đi khám á, thì mỗi lần đưa đi vậy là ảnh cứ đòi em phải đưa tiền xăng. À, chồng chở vợ đi khám mà đòi đưa tiền xăng. Dạ bởi vì sao em không đi, nếu mà đưa tiền xăng thì em đi gáp cho rồi. Tại vì trở về rồi ảnh mới đòi. Ảnh nói là tốn thời gian với lại tốn thời gian của ảnh. Nhưng mà anh cũng ngạc nhiên nhỉ. Em cũng không nghĩ là ông sẽ đòi tiền em như xe ôm như vậy. Không cần ông đòi tiền hay không, ông đòi tiền là một cái rất bất ngờ. Nhưng mà tại sao lại bảo ông khám đi? Ba mẹ hai bên á cũng hay nói là tại vì em cũng có em bé cho nên là nên cho ảnh một cơ hội. Bản thân em cũng nói như vậy mà, là em vẫn cho ảnh cơ hội đó chứ. Cho nên em mới không nhắc tới cái chuyện mà ảnh với cô gái kia hoặc là ảnh sử dụng chất cấm, em không nhắc nữa. Một đời thì nó có rất nhiều cái mà mình có thể tha thứ được. Thật ra cuộc sống mà cứ hơi có một tí mà ly dị nhau hay là ấy nhau thì cũng phải sống. Nhưng mà có những cái chỉ một lần là không tha thứ. Cho nên là nếu đúng như lời em kể, bắt quả tang anh có bồ, đưa cái hình ảnh ra, anh ấy nhảy sổ vào đánh, chửi bóp cổ thì thôi hết. Sau cái đấy mà em còn cha mẹ hoặc em còn tìm một cái biện hộ hay tìm một cách lối thoát thì anh cũng quá ngạc nhiên. Bởi vì có những hành động nó chỉ một lần thôi, nhưng mà nó xong thế thôi, sao thế mà. Ví dụ như rằng là em đưa ra là anh ấy có bồ, xong anh ấy chối, xong anh ấy hối hận, hoặc là anh ấy nói dối, anh bảo không cái này qua rồi cái gì. Thì còn nếu như là nói một cái mà chửi xong nhảy sổ vào đánh vậy mà còn ngồi mà tìm cách giải thích để rồi tìm cách níu kéo lại thì anh cũng đến chịu thua rồi. Nói thật anh chịu thua. Mà cũng phải nói thật nhé, ví dụ trong trường hợp đấy, ví dụ như ông ấy cực kỳ nổi tiếng này, ông cực kỳ giàu có này, ông cực kỳ đẹp trai thì nó lại chuyện khác. Còn nếu như theo lời em kể thì chắc ông cũng bình thường đúng không? Anh không nghĩ là ông xấu đâu, chắc ông cũng bình thường. Một cái cô gái 20 mấy tuổi mà như thế thì tại sao lại phải níu kéo, làm cho người ta coi thường mình ấy? Lúc đó em không có nghĩ là em dành người ta về cho em đâu. Mà em dành cho con gì? Thời điểm đó em nghĩ như vậy, nhưng mà giờ thì em không. Quá, em thấy nó sai. Em tưởng trời ơi. Thế là cái giấy ly dị có chưa? Giấy ly hôn thì em xúc tiến em làm rồi thì mới ra tòa được có một lần thôi. Còn phải thêm 2 lần tòa gọi nữa thì mới hoàn thành. Nhưng mà em làm đơn phương á, cho nên nó cũng hơi chật vật hơn một tí.
Không, bây giờ thì người ta bảo vệ phụ nữ mà. Thành ra dù là đơn phương nhưng mà nếu mà em cương quyết thì tòa cũng chấp nhận thôi. Em, cái lần gần nhất mà được tòa đồng ý cái hồ sơ của em á, là do em qua bên nhà bên đó để em lấy đồ đạc còn sót lại của em về. Lúc đó em mới sanh xong được tầm một tháng à. Thì giờ em qua em mới nói dối là lấy cái căn cước của anh để làm giấy khai sinh cho con. Thì anh không có đưa đâu. Anh không đưa thì em mới nhờ mẹ chồng em lừa anh đi xuống dưới nhà. Thì mẹ chồng em cũng, nói, bà thì cũng không có nhiều kiến thức, cho nên là nghe nói làm giấy khai sinh cho cháu thì cũng nghe em thôi. Dạ. Xin lỗi cắt lời em, nhưng mà tại sao em phải làm giấy khai sinh cho con mà thế này này? Lúc em đẻ, nếu em sinh em đã định ly dị rồi đúng không? Nếu em sinh em định ly dị rồi thì đáng ra em có thể sanh mà có tên mẹ không được mà. Tại sao em buộc phải có tên cha? Gần như là em đi sanh một mình. Là em tự làm giấy, em tự làm thủ tục xuất viện cho một mình em. Em gửi con cho những người nằm chung phòng á. Thì lúc đó là em đã suy nghĩ là em sẽ làm, em sẽ ly hôn và con em chỉ có mang họ của một mình em thôi. Được mà. Thì lúc về thì em mới đi làm giấy khai sinh cho cháu. Em có nói với mẹ của em á là con đi làm giấy khai sinh thì em bé sẽ mang họ của con. Mẹ em mới bảo là mày phải suy nghĩ thật là kỹ, tại vì nó có bố nhưng mà mày đã như vậy á thì mẹ em sai rồi. Anh có thể nói trước với em một điều là em đã sai rồi, mẹ em sai rồi. Bởi vì rằng là em khai tên bố mà ông bố đó là thứ nhất là không xứng đáng, và thứ hai có vẻ cũng không muốn, sẽ vô, có thể sẽ có tai hại đấy nhá. Tai hại đây này, anh kể cho em nghe trường hợp cụ thể mà anh biết nha, chứ anh không nói chung chung đâu. Đó là anh có một người, có một cô bạn cũng như thế. Đó là cô đấy có con với một anh, rồi anh ấy không xứng đáng. Còn cần có tại sao không xứng đáng anh sẽ không kể ở đây. Thì là cô ấy ly dị rồi, nhưng đến cái cô sanh ấy thì cô cũng nghĩ rằng là để tên anh ấy thì có mất gì đâu, bởi rằng muốn hay không muốn thì nó, ông cũng là cha của đứa bé mình mà. Thì ông này cũng đồng ý là nó khác cái ông chồng của em thôi, là ông chồng em thì không muốn, còn ông này thì muốn là để cái tên mình vào. Sau này cái cô này hối hận kinh khủng, bởi vì em biết là sao, cái cô đó sau này cái yêu được một người đàn ông Nhật Bản. Người đàn ông Nhật Bản này sẵn sàng bảo lãnh cho cô này cũng như đứa bé đấy sang Nhật. Nhưng mà nó khổ cái là giá như là cái đứa bé đó mà không có cha mà chỉ có mẹ không, thì cái đứa bé đó sang Nhật rất là đơn giản. Nhưng bởi vì lại có cha, trong luật pháp Nhật Bản nó đòi là cái người cha phải có sự đồng ý của người cha. Mà cái người cha đó thực tế là không nuôi một ngày nào, nhưng lại không chấp nhận cho con mình đi. Em hiểu không? Đó là tự nhiên họ có cái quyền với đứa bé đó, mặc dù họ không nuôi nấng một tí nào cả, họ chỉ là bố về mặt sinh học thôi. Thế là cái đứa bé đó, bây giờ cái cô này hận không, bởi vì nếu mà cô mang cái đứa bé đó sang Nhật ấy, thì nó được giáo dục, nó được, vì nó ở cùng với cô, vì cô đi theo người chồng Nhật. Nhưng bây giờ không mang được, bởi vì rằng là chỉ vì là cái ông bố kia, ông chỉ cần viết một câu đồng ý là được đi. Nhưng ông này cũng không, có những con người họ xấu thế, họ đã không nuôi đứa bé rồi, nhưng họ còn không muốn cho cái người phụ nữ đó hạnh phúc với cái đứa bé, họ không cho đi. Cho nên là đáng lẽ khi ta ly dị vào con người và ta thấy con người đó, bởi vì tất nhiên có nhiều lý do ly dị, mà có những lý do ly dị mà ta vẫn cảm thấy là cái đứa bé của mình là lấy họ bố nó được. Nhưng nếu ta thấy không được thì ta phải không lấy, bởi vì sau này có thể nó có những cái hệ lụy mà ta không ngờ tới. Em thì em làm giấy khai sinh cho bé thì có tên ba, nhưng mà họ thì vẫn mang họ của em. Không, cái giấy khai sinh là em chết rồi, cái họ không nghĩa lý gì cả. Cho nên là đáng lẽ tất cả những chuyện này em phải tư vấn luật sư trước khi em giải quyết. Mà em thương em mà em lại không hiểu. Thành ra là có lẽ theo anh thì mẹ em đã sai lầm trong cái chuyện là để cho đứa bé có cái tên ấy rồi. Nhưng mà cũng có thể không có chuyện gì. Hoàng, anh nói như thế không có nghĩa rằng cái người đàn ông ấy của em đã xấu. Nhưng mà nó chỉ cũng có thể nó có chuyện gì. Chỉ có một điều thế này này, em không còn được toàn quyền quyết định nữa. Có sẽ có những trường hợp em không còn toàn quyền quyết định nữa. Thì cái đấy nó không phải là hay. Sau khi em sanh ra thì cái gì xảy ra? Khi em sanh xong á thì em về nhà, em ở cữ bên nhà mẹ em. Thì thỉnh thoảng ảnh với lại bên ông bà nội cũng có qua thăm cháu. Thì ảnh vẫn qua rồi ảnh đi như vậy thôi. Nhưng mà có một lần ảnh qua thì ảnh biết là em làm trong công ty thì sẽ có tham gia bảo hiểm xã hội á. Ảnh qua thì ảnh nhắm một cái tiền bảo hiểm thai sản của em. Thì ảnh đòi em đưa thì em
không đồng ý, nhưng mà anh cứ lằng nhằng hoài thì em cũng mệt quá, em mới kêu là đi xuống nhà lấy đồ giùm em, lấy nước lấy gì đó giùm em đi. Em nhức đầu quá rồi, ổng mới đi, ổng đi xuống nhà thì cái điện thoại ổng vẫn để quên lại trên phòng á. Thì từ cái lúc mà em phát hiện ra tới đó thì cũng lâu rồi, tốt em đẻ rồi. Lần đó cái em lại cầm điện thoại em coi nữa, thì lần này á thì em vô thẳng Zalo luôn. Em thấy cái có một cái group nó không có tên, nó chỉ có cái hình icon mặt cười với cái hình trái tim thôi. Thì em có nhấn vào trong đó em coi, thì nó là một cái group mà nó không phải là hai người nữa, mà nó nhiều người nam với nhiều người nữ trong đó, nhưng mà nó chỉ xoay quanh cái vấn đề sử dụng chất cấm với lại tình dục cái gì. Dạ đúng rồi. Mà nó là lời viết hay nó là hình ảnh? Cả hai. Trong có đó cả em... video trong đó nữa. Video em thấy là hình luôn, mà hình của ông ấy luôn hay là hình của những nhiều cái... nhiều người, nhưng mà không phải của ông như gì. Có cả ổng. Rồi sao nữa? Thì lúc đó em nhìn thấy rồi ổng lên á, thì lần này thì em cũng ngạc nhiên mấy như lần đầu đâu. Thì ảnh lên thì em mới nói là em ghê tởm ổng, em thấy ổng dơ giấy quá. Em mới đuổi ổng về thì ổng đòi vô bế con em không cho. Em dằn con em lại, em không cho đụng cho con em, với em thấy dơ quá. Thì ổng dằn con với em như vậy thì mẹ em ở ngoài cửa nhìn thấy thì mới la lên cho ba em chạy lên á. Thì ba em lên, ba em thấy vậy ba em mới kêu là đi về đi rồi bữa khác qua để cho em với con em nghỉ ngơi. Thì ổng điên là ổng quay qua ổng đánh luôn cả ba em luôn. Ổng đánh ba em đỏ hết nguyên con mắt nữa này nè. Thì lúc đó em cũng la làng lên, thì mẹ em lúc đó thì cũng nhanh trí là cái bấm điện thoại, số điện thoại của công an phường á để kêu người ta vô. Thì lúc mà ổng đánh ba em xong thì ổng nghe mẹ em gọi sao á thì ổng bỏ ổng đi, mà ổng gom trong cái giỏ của em, giỏ đầu giường của em thì còn ít tiền, nó không có nhiều đâu. Còn tại vì trước đó em có đưa cho mẹ em đã lo tiền ăn uống cho em lúc đẻ rồi, cho nên tiền lại còn lại của em chỉ là đủ mua tã cho con em thôi. Ổng lấy hết sạch ổng đi luôn. Sau lần đó thì em thấy ổng không còn tính người nữa, cho nên là lúc công an vô nhà em thì em có nói ba em á là cả hai cha con cùng ra ngoài phường á để trình báo. Thì mấy anh công an ở phường em thì cũng tốt á, mấy ảnh mới nói là nên lắp camera ở nhà để theo dõi những lần sau mà tới có gây gì đó thì mình cũng có bằng chứng. Tóm lại là giờ phút này thì em vẫn chưa ly hôn. Dạ đang thôi, chưa xong. Một cái câu chuyện mà phải nói rằng nó quá não nề. Anh không biết nói cái gì đây, bởi vì rằng là hết sai lầm này đến sai lầm khác. Sau cái chuyện này thì cuối cùng là cái kết luận của em là gì? Em thấy thì khi mà phụ nữ mà mắc sai lầm thì nên dừng lại đúng lúc. Đúng. Không có, không có vấn đề gì để mà mình phải... Đáng lẽ nếu em ly dị ngay từ cái lúc phát hiện ra. Thật ra thì này, anh cũng chẳng bảo ai rằng là hễ cứ phát hiện ra chồng ngoại tình hay vợ ngoại tình là ly dị đâu. Em hiểu không? Nó còn nhiều cái mà mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng nếu phát hiện ra mà bên kia mà đánh mình ấy thì thôi là xong. Em đã không dừng lại đúng lúc rồi. Một cái câu chuyện nó quá nặng nề và nó ảnh hưởng đến thật em ấy. Đến cái mức độ anh nghĩ rằng là sau này chắc em nhìn những người đàn ông mà tiếp tục có, chắc em cũng thấy em không còn như trước được nữa, đúng không? Em có cảm giác là đàn ông không còn đáng tin nữa. Có một thời gian sau khi em nghỉ thai sản xong em đi làm lại á, em phòng vệ với mọi người luôn, kể cả nữ giới, cả nam giới luôn. Em không có mở lòng được với ai. Nghĩa là bị mất lòng tin vào cuộc sống á. Dạ, thời gian đó em không khóc được luôn. Có chuyện buồn gì em không có khóc được. Có một cái chị đồng nghiệp đó cũng thân với em á, thì lần đó chỉ tâm sự với em, chỉ nghe em kể tới đâu chị khóc tới đó. Tự nhiên đó là lần đầu tiên sau khi mà em kết hôn xong mà em cảm giác có người đồng cảm với em. Sau đó thì em sống với cảm xúc của mình nó thật hơn, em không có kiềm chế cái... Anh nói thật với em, anh tin rằng cái số này phát sóng á thì rất nhiều người đồng cảm với em, nhưng mà chỉ đồng cảm vậy thôi. Nghĩa là họ chỉ thương thôi, họ thương và họ cảm thấy sao cái cô này lại bất hạnh như thế. Nhưng anh cũng nói trước là bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân ấy nó nhiều kiểu lắm, mà có những cái kiểu tưởng như tận cùng rồi mà hóa ra vẫn chưa tận cùng. Có nhiều cửa kính khủng lắm hơn nữa đấy. Ăn ủi em thì nó thành ra lời thừa, nó trở thành khách sáo chả là cái gì hết ấy. Lời khuyên duy nhất cho em là thôi em phải có một cuộc sống mới. Thứ nhất là quên cái quá khứ này đi, đây là cái lần kể cuối cùng. Quên người đàn ông ấy đi, cũng không gọi là nói nhiều đến anh ấy nữa. Bởi vì nói nhiều nó chỉ thêm gọi là nặng nề thôi. Nhất là đứa bé sau này lớn lên mà nó xem lại những cái chuyện như thế này không phải là hay cho nó. Bây giờ chỉ còn cách là qua cái câu chuyện của em để cho các cô gái có một cái nhận thức là khi mà yêu mà không cẩn thận thì rằng là có thể có những cái hậu quả mà không bao giờ ngờ tới. Anh lại phải nói một điều rất là cũ là nhân đây mới nói rằng là bọn em được giáo dục về tình yêu quá đơn giản, nó thực lòng là như thế. Thành ra rằng là nó mới như thế này.
cái hồi mà em chưa có chồng thì em nghĩ em cần một người đàn ông như thế nào? Lúc em chưa có gia đình thì em chỉ mong là có một người chồng có công việc ổn định, yêu thương em, có một cái gia đình đầm ấm hạnh phúc đúng nghĩa, không cần giàu sang gì đâu, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Cái điều đó thì nó giống như hàng triệu cô gái, và nó có vẻ cũng rất chân thật và cũng tốt, không cãi gì được cái câu này, và cũng không thấy cái gì phải phê phán cái điều này. Tuy nhiên có một điều nếu hỏi kỹ ra thì rất nhiều cô không trả lời được, là muốn có một người đàn ông yêu thương mình thì người đấy phải có phẩm chất gì? Em chỉ đòi hỏi là người ấy yêu thương mình thôi. Nhưng em có nghĩ rằng là muốn yêu thương mình thì người đàn ông phải thế nào mới yêu thương mình không? Có thể em nghĩ thế không? Nếu thế này này, một người đàn ông tốt đầu tiên có những cái tín hiệu mà không có mình họ đã có sẵn rồi. Ví dụ thế này, họ xuất thân trong một gia đình như thế nào là một, họ học vấn của họ như thế nào là hai, cách sinh hoạt của họ như thế nào là ba. Mình phải có cái tầm nhìn rộng như vậy chứ. Và thứ tư nữa, cái văn hóa của họ trong cuộc sống như thế nào. Ví dụ như là nó có những cái rất đơn giản thôi, đi ăn với mình thì kêu cái món mình thích hay là kêu món anh ấy thích, rồi thì nói năng có chửi thề không. Rất nhiều những cái phẩm chất nho nhỏ mà nếu ta cộng lại thì ta có thể xem được cái tính cách của người đàn ông. Nhưng bọn em bỏ qua hết. Anh không tin rằng là người đàn ông nào có thể giấu được đâu. Nhất là bọn em có một thời gian 7 năm yêu nhau. 7 năm yêu nhau mà những cái gì xấu mà em không tìm ra thì phải nói thật thế này này. Không phải ông là kịch sĩ đại tài, mà chỉ là em là một cô gái quá đơn giản. Bởi vì người ta có thể giấu trong mấy tháng, trong mấy tuần, chứ 7 năm thì đôi khi người ta cũng chán, người ta chả buồn giấu. Nếu có phẩm chất vũ phu này, nếu có phẩm chất nghiện hút này, nếu có phẩm chất gì thì nó cũng đã lộ ra rồi, mà em không nhìn ra. Đúng không? Em nghĩ lại đi. Anh nói thì em có nhớ lại là những cái cử chỉ đối với em, như là đi ăn hay gì đó thì anh vẫn tôn trọng em. Nhưng mà có về xuất thân gia đình thì nó đúng như anh nói là ba của ảnh thì không có tôn trọng mẹ ảnh nhiều lắm. Không. Em có qua nhà chơi vài lần thì em đánh giá ảnh cao là vì ảnh biết phụ giúp mẹ ảnh, với lại ảnh có vẻ như ảnh rất là thương mẹ. Rồi đi chơi với em chưa một lần nào mà làm em đau hoặc là bác bỏ ý kiến của em hay là gì hết. Lúc nào cũng tôn trọng em cơ. Cho nên là cụ thể cái tôn trọng là gì? Em thử ví dụ mà cái tôn trọng xem nào, xem có đúng không nào. Đôi khi cũng nhầm lẫn luôn. Chẳng hạn như là cả hai tụi em đều tranh cãi về một cái vấn đề gì đó đi, ý kiến của anh khác, ý kiến của em khác, nhưng mà anh luôn có cái cách nói để mà nó dung hòa. Chẳng hạn như là không phải là anh đúng, không phải em đúng, nhưng mà anh tôn trọng theo cái suy nghĩ của em là cái dạ đúng rồi, có nghĩa là cái suy nghĩ của em có những cái điểm như vậy đúng, thì anh có phân tích ra như em. Chứ anh không phải là anh bài trừ là em sai hoặc là anh đúng, anh không có giành cái phần thắng. Thế còn trong cái cư xử hàng ngày ở cái xã hội ấy, không phải với em ấy, thì em thấy anh như là con người bình thường hay là thô lỗ hay nhã nhặn? Ví dụ như là đi lại trên đường, nói năng với người khác các thứ, em có thấy là anh ấy có vấn đề gì không? Dạ không, đi đường cũng bình thường lắm. Anh thích con nít nữa, anh rất là yêu trẻ con. Với lại đi đường anh không có phải là dành đường hay gì đâu. Nghĩa là giao tiếp trong xã hội thì anh là một người bình thường hay gì? Dạ bình thường, không có vấn đề gì cả. Vậy thì có giờ em tự đặt câu hỏi này không? Bởi vì từ nãy giờ toàn là em nói, đúng không? Có giờ em tự hỏi là có phải ông là một người tốt mà ông chỉ xấu riêng với em không? Có thể như thế không? Chứ bây giờ mình cứ ngồi đây xong mình cứ nói một người đàn ông không có mặt, đủ thứ xấu, nghe thì rất phẫn nộ. Nhưng nếu mà bây giờ ông mà ngồi đây mà ông kể những cái gì của em ra thì có khi nhiều người lại ngã ngửa ra thì sao? Nên là cái sự thay đổi của anh nó dành cho em nó nhanh, chỉ sau cái đám cưới thôi. Nên em cũng suy nghĩ là có khi nào anh thuộc cái tiếp người thích chinh phục hay không? Không. Có rồi cưới về rồi thì nó sẽ khác, hoặc là nghe em nói ạ. Nghĩa là quá trình yêu nhau thì em không có phát hiện ra sự thô lỗ đúng không? Cũng không phát hiện ra sự vô học đúng không? Cũng không phát hiện ra sự không tôn trọng đúng không? Nghĩa là không phải quá xuất sắc nhưng cũng bình thường, cũng nói chung là chấp nhận được. Mà tại sao lại như vậy thì rằng là hay là về phía em cũng đã có những cái điều ở đây mình phải rất là cẩn thận mới được, chứ không là nếu không là mình sẽ bị cái tình trạng là cứ hùa vào á. Cô kể những cái điều nghe phẫn nộ vô cùng, nhưng mà người ta luôn luôn có một cái vấn đề rằng là ba mặt một lời ấy. Tất nhiên anh nói như thế không bao giờ để bao biện những cái việc đánh đập phụ nữ hay là thô tục hay là gì cả. Thế nhưng mà có ba mặt một lời ở đây ấy, thì không biết rằng là ông sẽ nói gì về em. Thật ra mà nói thì dù người ta không yêu đi nữa, người ta đã chấp nhận, bởi vì ta cũng chẳng có áp lực gì buộc phải cưới mà. Nói thật là em đâu phải công chúa hay là em không phải nhà giàu có gì mà người ta bảo rằng là cưới em thì có lợi gì đâu.
đúng không? Cũng không đến mức độ rằng là nếu người ta không yêu người ta phải nhắm mắt cưới cô này, cũng không phải. Cho nên là cái việc mà ông ấy cưới em ấy, tình yêu có thể không đủ, nhưng mà đến không đến mức độ là phải nhắm mắt theo thì tại sao ông ấy cưới nhỉ? Đây là trường hợp mà nó đã xong rồi, đúng không? Nó đã xong rồi và em chỉ kể lại để làm kinh nghiệm cho người khác thôi, chứ lòng em thì đã quyết rồi. Thì chỉ có nhân đây, thì nhân cái chuyện của em thì anh chỉ muốn nói rằng là trong tình yêu á, chúng ta phải nói gì thì nói nhé, không phải chúng ta bất hạnh đâu em ơi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái gì chúng ta đã chọn. Trừ trường hợp chúng ta đang đi đường mà bị sét đánh trúng thì cái nó không có lỗi gì của chúng ta thôi. Còn thường bao nhiêu cái bất hạnh trên đời đấy, chúng ta có lỗi đấy. Ít nhất là chúng ta có lỗi trong việc lựa chọn. Thứ hai, chúng ta có lỗi trong cái việc nhìn nhận. Cái câu chuyện của em nó chỉ giúp cho các cô gái xem á, thì là thêm, gọi là thêm cảnh giác thôi. Thêm khi yêu có một nên cẩn thận và nên quan sát kỹ người đàn ông của mình thôi. Em có muốn bật đèn để cho người ta khán giả nhìn mặt mình không hay là thôi? Dạ em không bật đèn ạ. À. Ừ thôi em không bật đèn cũng được, nhưng mà anh cũng nhận xét thế này này, em còn xinh lắm. Em hoàn toàn nhìn không ra một người con gái mà đã, bởi vì có những người trải qua cái gì đấy nhìn, nói thật lòng là họ nhìn họ tàn tạ, họ bị ấy, thì em không có đến, em không có cái đó đâu. Chắc chắn em vẫn còn rất nhiều tương lai. Chỉ có điều là quên cái chuyện cũ đi, không nên để cho đứa con nó dính dáng gì đến ba nó, trừ khi nó lớn lên và tự nó muốn mình không có ngăn cản, em hiểu không? Còn bây giờ nếu đúng như lời em kể thì đừng, thế thôi. Còn anh thì anh nghĩ rằng là anh rất là mong có những chương trình người thứ ba mà sau khi nói với em ấy thì lại có cái người đàn ông đó được nói, thì có thể là người ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Nhưng mà chắc là tổ chức những chương trình ấy vô cùng khó, rất nhiều người đàn ông không muốn lên để mà trình bày ấy. Em hiểu không? Đa số phụ nữ là bất hạnh và đa số người trình bày lại là phụ nữ, thế mới oái oăm. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, rất tiếc là thời lượng của chương trình đến đây đã hết nên chúng ta phải dừng lại. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Xin chào và xin cảm ơn các bạn đã xem. Sau khi nói chuyện xong với Lê Hoàng thì em thấy sao? Dạ em thấy mình thoải mái hơn, giống như mình giải bày được cái tâm sự của mình, cũng như cũng nhận được sự đồng cảm từ anh. Nhưng mà quan trọng là nhiều người người ta thấy Lê Hoàng người ta sẽ sợ, người ta sợ về những cái góc nhìn của anh á. Thì lúc em nói chuyện em có bị sợ vậy em? À, ban đầu em có sợ, nhưng mà khi mà tâm sự rồi thì em thấy thật sự không có vấn đề gì đâu. Tại vì anh chỉ là anh có đồng cảm với mình, tuy nhiên thì anh sẽ nói thẳng hơn một tí để mình có thể nhìn thẳng vấn đề hơn thôi. Thì và cũng rất là chân thành. Thì vấn đề nằm ở chỗ là hình như là thấy là nó có những cái đoạn là anh Hoàng ảnh nói chuyện nó khá thật. Chứ nên mình có bị tổn thương không? À, dạ không ạ. Tại vì những cái thời gian của em trải qua cũng 3 năm rồi. Cho nên là khi mà anh nói thì nó cũng là một trong những cái mà em đã nghĩ ở nhà khi mà em tự chất vấn bản thân em. Nhưng mà em có sáng ra được nhiều điều sau khi nói chuyện với anh? Dạ có ạ. Em có sáng ra được khá nhiều điều. Chẳng hạn như là anh giúp cho em nhận ra là mình đã ngây thơ, mình cái ánh nhìn của mình và người khác nó đơn giản như thế nào đó, rồi mình phải gánh cái hậu quả hiện tại.